Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với kênh chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh bằng y học cổ truyền Việt Nam. Hôm nay mình muốn gửi đến quý vị và các bạn một cái chia sẻ về một loại cây thuốc, đó là cây ngải diệp hay ngải cứu, để ấp và ứng dụng của cây ngải cứu trong việc điều trị chứng thương hàn, sốt rét và ôn dịch các bạn nhé, các chứng cảm các bạn. Thì trước khi đi vào chương trình chia sẻ, mình xin kính chúc quý vị các bạn sức khỏe, hạnh phúc, và đồng thời các bạn hãy nhớ chia sẻ, like và đăng ký để những cái chia sẻ tiếp theo của mình không bị bỏ lỡ, và cũng là động lực giúp cho mình làm những video kế tiếp có giá trị hơn, phù hợp với cuộc sống hơn, giúp đỡ được nhiều người, đem đến cái sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ đến cái này nữa, là cũng là cái liên quan đến cái chứng cảm, cái chứng mà chứng ôn dịch và cái chứng hiện giờ, nên các bạn cần lưu ý đây là những cái loại thuốc mà để có thể làm hỗ trợ cho các bạn điều trị cái chứng ôn dịch, cái chứng dịch hiện giờ. Và mình xin hứa rằng các bạn hãy cố gắng chia sẻ cho mình đi đó, đăng ký và like để động lực. Mình hứa lần sau mình sẽ tóm gọn lại những cái phương pháp mà chữa cảm một cách đơn giản nhất, phương pháp chữa cảm, chữa ôn dịch, chữa sốt rét một cách đơn giản nhất, một cách hệ thống lại. Có thể cái bài sau này các bạn cố gắng, các bạn hãy cố gắng chia xem, nhớ và xem cho hết để các bạn ứng phó với cái đại dịch, để giúp ích cho các bạn và xã hội, giúp ích cho mọi người chống dịch, và cũng là một phần gốc, phần nhỏ mình góp vào trong cái công cuộc chống dịch này nè các bạn. Và các bạn nhớ xem những video của mình, nên xem hết, tại vì bạn xem hết thì bạn mới biết được những cách là cách thức làm như thế này, chứ bạn xem sơ sơ thì nhiều lúc bạn không có cái hiểu được cách thức làm, đôi lúc bạn làm sai thì giá trị hiệu quả nó không cao. Và cũng là cái những cái tâm huyết của mình bỏ ra làm những cái video clip gửi đến các bạn trong quá trình chống dịch và giúp cho các bạn, để các bạn chữa bệnh, tự chữa bệnh mình là thầy thuốc, thì các bạn hãy cố gắng xem hết để trả lại cái, để giúp cho mình cảm thấy có những người coi những video của mình tận tâm thì mình sẽ vui vẻ hơn và mình có động lực hơn để mình tìm hiểu những cái video khác và những cái chứng bệnh khác có giá trị hơn và dễ tiếp cận hơn, giúp đỡ cho rất là nhiều người. Mà đặc biệt là trong cái giai đoạn dịch này thì những cái video mình muốn đưa tới là giúp đỡ cho một cộng đồng rất là nhiều các bạn nhé. Mình nói một lần nữa là mình không vì mục đích lợi nhuận, không vì mục đích quảng cáo, không vì mục đích kiếm tiền ở những video clip này, mà mình vì mục đích cộng đồng, vì xã hội, nên mình chia sẻ đến với các bạn. Và hiện giờ những chia sẻ của mình nó mang tính chất gọi là thời nóng bỏng hiện giờ, nên nhiều lúc mình chia sẻ mạnh ra, mình khi mình Facebook của mình chia sẻ mạnh ra thì Facebook nó đa số là nó không cho mình chia sẻ, nó chặn, nó cho mình sẽ ít thôi, nó chặn lại, nó nói mình vi phạm về trong vấn đề chống dịch. Nên các bạn, nếu các bạn cảm thấy có giá trị thì các bạn hãy chia sẻ với bạn bè, các bạn chia sẻ với gia đình, chia sẻ với xã hội. Mỗi người chia sẻ một ít thì không thể nào đạt được, nhưng mình cho mình chia sẻ hàng loạt, mình chia sẻ rất là nhiều, nên Facebook nó cảm thấy mình là chia sẻ những cái giá trị này, nó nói chung là cái nó nói là mình chưa kiểm chứng, nên nó không có cho mình chia sẻ nhiều, nó chặn mình lại. Thì đó là một cái, nó làm hạn chế đi những người tiếp cận, một cái hạn chế đi những người tiếp cận những video clip này, và những người sẽ họ sẽ không đến với những cái video clip đấy này, để họ sẽ không biết được những cái cách thức chữa bệnh rất là đơn giản như thế này, là rất là một cái điều rất là mất mát rất lớn cho những người theo dõi, những người bị bệnh, và cũng là mất mát cho mình. Nên các bạn cố gắng giúp mình chia sẻ, like và đăng ký nha các bạn. Và đồng thời nhớ xem cho kỹ những cái gì tâm huyết mình bỏ ra, các bạn hãy xem cho kỹ. Mình muốn những cái tâm huyết này các bạn dành thời gian giúp mình xem cho kỹ, thì các bạn sẽ có trong những cái chia sẻ đó, các bạn sẽ tìm ra được những cách chữa bệnh rất là hay và rất là hiệu quả các bạn nhé. Rồi mình cũng không nói gì dông dài nhiều, mình muốn đi vào cái chương trình chia sẻ thực tế. Thì cái cây ngải diệp, cây ngải cứu, trong đông y nó gọi là cây ngải diệp nha các bạn, cây ngải diệp. Thì nó đắng và tính rất là ôn, nó trị được các tà khí, nó trị được tà khí, tức là nó
nó giúp cho khách nó đánh đầu đánh đánh được cái tà khí và nó chữa rất là nhiều cơn đau trung huyết, và đồng thời nó làm cây ngải cứu để mà trị rất là nhiều bệnh nha các bạn. Cây ngải cứu rất là nhiều. Đồng thời nó là cây thuốc để ăn thai nha các bạn, nhớ cây thuốc để ăn thai. À, và cây ngải cứu này các bạn thu hoạch để càng lâu thì càng tốt các bạn, để trong nhà càng lâu càng tốt, nó để càng lâu càng tốt. Vì có tính chất ăn thai nên mình muốn đưa ra nó để giúp cho những người có thai hiện giờ đang bị dịch, hoặc là những người có thai mà đang bị bệnh cảm này nọ, sốt rét này nọ, thì dùng nó mang tính an toàn nhất mà không ảnh hưởng đến thai nhi, giúp cho mẹ và bé được khỏe. Có những lọ thuốc ảnh hưởng đến thai, những người phụ nữ đang mang thai thì không thể dùng được, không dùng được thì rất là tội cho những người phụ nữ, một thiệt thòi rất lớn cho người phụ nữ và em bé. Do đó mình muốn đưa đến cái lọ thuốc này là mình hướng tới những người phụ nữ có thai có thể dùng được. Cái ngải cứu và cái hành á, bữa vừa rồi mình có nghiên cứu, mình đưa ra cái chia sẻ là cái hành đó thì người phụ nữ có thể dùng được. Tại vì mình nấu cháo hành mình ăn thôi, nấu cháo hành ăn để tăng cường sức đề kháng thôi các bạn nhé. Thì hành cũng có tính chất ăn thai, do đó ngải cứu có tính chất ăn thai. Nhưng nhớ một điều như thế này, nhớ hãy nhớ chú ý rằng cây ngải cứu tuy nó có tính chất ăn thai, nó giúp cho thai, nhưng mà không được dùng quá 100 gram, không được dùng quá nhiều. Tức là mình nấu một nắm thôi, một nắm nhỏ thôi các bạn, không được làm quá nhiều, vì nó bổ, nó ăn thai, nó chữa được bệnh. Mình đa vô cả 100 gram là một lạng đó, là các bạn chết nha các bạn. Tại vì theo nghiên cứu của hiện tại bây giờ ở sách của giáo sư Trần Phân Kỳ về Đông Y đó, Đông Y giáo sư Trần Phân Kỳ đó, trong sách Đông Y đó, thì nó nói rằng nếu như cây ngải cứu mà bạn dùng từ 100 gram trở lên thì sinh ra ngộ độc. Nhớ, ngộ độc thuốc mà thành ra thuốc độc. Nên các bạn dùng quá nhiều sẽ thành ra thuốc độc. Do đó các bạn không được dùng quá nhiều, bạn sẽ dùng một nắm vừa thôi nha các bạn. Nhớ không được dùng quá một từ 100 gram trở lên, có thể là bạn đừng có dùng quá. Nhớ cái mức ngưỡng của đó là từ 100 gram trở lên hay là 80-90 gram trở lên đó thì nó sinh ra độc nha các bạn. Nó sẽ làm cho bạn trúng độc, và lúc đó không phải còn an thai nữa mà lại nên hại thai, ảnh hưởng mẹ và bé. Nên các bạn nhớ, ngày cứu không được dùng quá 80-90 gram đổ lên. Nhớ các bạn nghe, tuy rằng an thai bổ, chữa được nhiều bệnh, nhưng không được dùng, tức là không được nấu uống, nghe chưa. Còn đốt xong thì bạn dùng bao nhiêu cũng được, hoặc là bạn làm để ngày cứu, bạn cứu thì làm bao nhiêu được, đốt lên xong hoặc là dùng để nhân cứu thì cứu, thì bạn dùng bao nhiêu được. Nhưng mà uống, xét uống, uống nè là không được dùng quá 80 gram đổ lên. Nấu nó 100 gram nhưng mình kỹ hơn 80 gram đổ lên, nhìn cho bạn nhớ. Còn bạn xong bạn nấu thì nó ảnh đâu có ảnh hưởng gì đâu, nó xong rất là hay các bạn, xong cảm rất là hay các bạn, và xong ôn dịch cũng rất hay nhớ. Và trong, và ngày xưa mình nói một cái thực tế cho các bạn rằng, ngày xưa người ta nuôi gà ở quê, ngày xưa đó mình sống trong cái giai đoạn cách đây khoảng 20 năm về trước, thì nhà mình có nuôi gà, mà khu mình có nuôi gà đó, cái con gà ngày xưa nó không có bị dịch bệnh nhiều, nó không có phải H5N1 gì tùm lum ấy, nó bị cảm các bạn. Con gà mà nó rủ á, nó rủ nó bị cảm, thì ngoài vườn ai cũng có nhà, thường người ta trồng cây ngải cứu, người ta lấy cây ngải cứu người ta giả lấy cái nước cho con gà uống thì con gà sẽ bớt bệnh cảm, bớt bệnh rủ nghe các bạn. Và rất là hay, mà mình đã dùng rất nhiều, những con gà mới bị rủ á nghe, chứ rủ rau rồi uống không bớt á, mới bị rủ vừa mới phát cảm đó, mình thấy nó mới bị đà đà đó, là mình lấy cây ngải cứu mình giả cho nó uống thì nó sẽ bớt nha các bạn. Do đó ngải cứu rất là tốt, dùng rất tốt, và nó chữa rất là nhiều bệnh các bạn. Nó dùng để cứu là cứu được rất là nhiều bệnh có thể, và chữa được đau bụng luôn đó các bạn, đau bụng cũng chữa được luôn, rồi cứu vô đường huyệt thằng huyết, để đường huyệt thằng huyết cứu cũng được, cứu đau bụng luôn nha các bạn. Nên ngải cứu dùng rất là tốt, và để càng lâu càng tốt, có tính chất an thai. Thứ nữa, chữa được nhiều bệnh, chữa được bệnh huyết nha các bạn. Do đó người ban huyết cũng, trong phân phương thuốc của người ban huyết, người mang thai ban huyết cũng có cái vị ngải cứu trong này các bạn, nhớ các bạn. Nếu như các bạn có thể kết hợp hành và ngải cứu, bằng nấu cháo bằng ăn cũng được, là cũng trị được cái chứng cảm và chứng gì, chứng ôn dịch, sốt rét, nhớ các bạn. Mà có thể kết hợp như hai cái đó, nhớ không, nhớ không? Hai loại này đều ăn thai sẽ giúp cho người phụ nữ có thai dùng được, và dùng rất tốt, đồng thời giúp cho thai nhi ăn thai các bạn nhé.
nên mình hướng tới những cái phương pháp này là giúp cho những người mang thai. Này các bạn nghe cho kỹ, cái đối tượng nào dùng cái loại gì, đối tượng nào không dùng loại gì, nhớ phải dùng bao nhiêu cơ, dùng như thế nào. Chứ các bạn nghe không thấy bạn nói này cứ dùng được, những người có thai bạn đai, bạn thấy nó tốt, nó bổ quá, bạn làm cây một lạng, bạn nấu ăn cho nó mau bớt là bạn chết luôn, trúng độc luôn. Mà thai nhi thì lại thai thai nhi, mà người bình thường uống cũng bị trúng độc luôn các bạn nhé. Nên mình chú ý rằng các bạn nên nghe kỹ, nghe cho hết những gì mình nói trong clip. Các bạn đừng coi sơ sài, coi sơ sài là mất mát của bạn mà cũng là mất mát của mình. Mất mát của mình là mình, cái tấm lòng của mình, cái những cái tâm huyết của mình không được người ta theo dõi, không được người ta coi cặn kẽ. Còn bạn mất mát là gì? Bạn coi không kỹ, bạn dùng áp dụng không đúng, thì bạn áp dụng sai, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, ảnh hưởng đến gia đình các bạn, mà các bạn không chữa bất bình. Nên các bạn nhớ như thế. Rồi bây giờ những cái phương thuốc mà trị bằng chai nhãn cứu thì ở sách nào ghi nào như thế nào, thì mình lấy từ sách Nam Dược Thần Hiệu của Tề Tĩnh nha các bạn. Thì kinh trị về chứng thứ nhất là chứng sốt rét nè, kinh trị sốt rét phiền nóng, nóng bức, người ta dùng lá ngải cứu giả nát vét lấy nước cốt mà uống nha các bạn. Nha các bạn, nếu như lúc mình chưa bị sốt rét, chưa bị ôn dịch thì mình lấy lá ngải cứu mình nấu nước loãng, mình uống như pha trà uống thì rất là tốt nha các bạn. Đây, người ta nói đây, lúc chưa bị bệnh thì lấy cây ngã cứu nấu nước uống thay trà rất là hay các bạn nha các bạn. Đó là một cái phương pháp phòng chống nha các bạn, đó là phương pháp phòng chống. Rồi đây, trị chứng ôn dịch. Ôn dịch thì các bạn biết rồi, bữa trước mình có nói về ôn dịch rồi đó ha. Ôn dịch, lá ngải cứu xét lấy nước uống nóng ra mồ hôi thì khỏi. Bạn thấy chưa, bạn thấy chưa, đó đó là cây ngải cứu các bạn nhé. Nhớ cây ngải cứu thì các bạn có thể kết hợp vào các clip của mình là clip hành và clip ngải cứu, thì các bạn lấy hành và ngải cứu bạn thể nấu cháo ăn cũng được. Thấy chưa, thay vì xét nước uống ta lấy cháo ta ăn, ta nấu cháo ta ăn, ta ăn nóng. Nhớ những cái nào mà trị chứng ôn dịch, sốt rét, cảm đều phải dùng nóng hết cả. Nhớ các bạn nha, nấu cháo phải ăn cháo nóng. Để chi? Để chi nó bứt mồ hôi ra. Rồi uống nước ngải cứu cũng phải uống nóng nha các bạn. Rồi uống nước chanh tà dây, chanh gì? Chanh gừng mật ăn cũng phải uống hơi nóng nóng nha các bạn. Nhớ cái gì cũng nóng. Và đặc biệt chứng ôn dịch hiện giờ thì thường phải dùng nước nóng, hơi nóng nóng để chi cho nó của virus nó chết, cái việc được con virus các bạn nhé, và nó không bị viêm cổ nha các bạn, nhớ không. Rồi bây giờ trường hợp như thế này, mình cho ra một cái mình muốn nói thêm về vấn đề, nếu như mà cái trường hợp mà đờm, nghe nói đâu là cái bệnh ôn dịch này là đờm nó quấn trên cổ, trên họng, trên ngực, nó khó thở. Nếu như trường hợp mà đờm quấn quá thì ta thử dùng thử bài nhị trần thang thử coi. Nhị trần thang là một cái phương thuốc đời xưa người ta dùng để thổ đờm, để diệt trị đờm và những cái đờm quấn trên ngực, trên ngực gây tức, gây khó thở, gây ốc khí, những cái chứng ốc khí, những chứng đờm thì người ta dùng nhị trần thang để người ta thổ đờm, người ta tiêu đờm. Hoặc là nếu dùng nhị trần thang là tức là gì, nhưng mà hiện giờ dịch thì các bạn dùng không được, tại vì lấy đâu mà mua thuốc, ở đâu mà mua thuốc mà có. Nên các bạn, mình cũng giới thiệu luôn, mai mốt nếu mà cái thành phố Hồ Chí Minh người ta hết phong tỏa và cách nào người ta hết phong tỏa thì các bạn có thể mua thuốc được. Thì các bạn mua cho mình nhị trần thang, gồm có thứ gì? Nhị trần thang gồm có bán hạ, bạn mua cho mình 8 gram một thang thuốc nha, bán hạ 8 gram nhị trần thang nha các bạn, bán hạ 8 gram nhị trần thang này các bạn. Nó lại này, không phải bán hạ, nhớ từ từ, nó là trần bì 8 gram các bạn. Trần bì, bạn biết trần bì là vỏ ca, vỏ một quýt đó các bạn. Trần bì 8 gram, bán hạ 4 gram, bán hạ một nửa trần bì nha, bằng một nửa trần bì. Nhớ hồi nãy mình nói hơi lộn nên mình nói lại nè, trần bì 8 gram, bán hạ một nửa là 4 gram, thấy chưa. Phục linh 3 gram, cam thảo 2 gram, cam thảo bắc 2 gram, gừng sống, nhớ gừng sống để cho nó bức khí, nó ra mồ hôi, cái khí ra mồ hôi. Gừng sống 3 lát mỏng, nhớ gừng sống 3 lát mỏng. Nhớ coi này, nhị trần thang này gồm cái gì? Trần bì 8 gram, bán hạ 4 gram, được chưa? Phục linh 3 gram,
cam thảo 2 gram, gừng 3 lát, sét uống nóng nha các bạn, sét uống nóng để cho nó thổ đờm, để cho nó tiêu đờm và thổ đờm. Tại sao? Bán hạ là thánh dược chữa đờm quánh nha các bạn. Bán hạ, nhưng mà bán hạ chế bán hạ nhớ các bạn. Chế bán hạ 4 gram nhớ, chế bán hạ các bạn. Tại bán hạ là một cái chất mà nó hơi có độc. Khi người ta chế rồi thì sẽ uống được nghe, nó là vị thuốc. Nhưng mà khi mà người ta chưa chế thì nó là có độc. Khi người ta chế rồi thì uống được. Do đó chế bán hạ 4 gram, trần bì 8 gram, được chưa? Phục linh, phục linh, phục linh là 3 gồm cam thảo 2 gồm gừng 3 lát, nhớ các bạn, gừng 3 lát, gừng 3 lát các bạn nhớ nha, gừng 3 lát. Bây giờ phục linh á, mình sửa thành bạch linh đi. Bạch linh là bạch màu trắng, nó giống nhau các bạn ha. Phục linh là thổ phục linh, bạch linh là màu trắng, bạch linh nó cũng một dạng dạng ná ná. Còn bây giờ mình cho đổi cái phục linh nó thành bạch linh. Bạch linh á là 3 gram, nhớ nè, trần bì 8 gram, bán hạ 4 gram, bạch linh, bạch linh, bạch linh là 3 gram, cam thảo 2 gram, nhớ, gừng 3 lát, rồi uống nóng, sét uống nóng nha các bạn, nhớ, sét uống nóng, thì nó giúp cho thổ đờm hoặc đánh tiêu đờm. Nó là bán hạ là thánh dược chữa đờm quánh, cho đó nó là thuộc diện trần thang, nó nằm trong diện trần thang, nhìn các bạn, rồi. Bạn dùng thử cái đó, khi mà đờm khó thở chịu không được thì bạn dùng cái đó để bạn thổ đờm nha các bạn. Nếu như trường hợp bây giờ không có cái, không có thuốc đó, không mua được, bây giờ cách ly không mua được cái thuốc đó thì bạn dùng như thế nào? Bạn nhớ dùng nước muối thôi, muối, muối, bạn lấy muối, bạn rang, rang muối nha, rang muối hòa với nước đáy đồng tiện, nước đáy đồng tiện bạn nấu sôi lên, bạn cho muối rang vào, nhớ. Nước đáy đồng tiện thì lấy xin như thế nào? 4 giọt đầu bỏ, lấy ở giữa và bỏ 4 giọt cuối, sau đó nấu lên cho muối rang vào, uống nóng, uống hơi nóng nóng nghe, vừa nóng á, để chi, để nó tiêu đờm. Nước đáy đồng tiện nó có chất là bổ thận và giãn quả nghe các bạn, bổ thận và giãn quả, do đó nó sẽ giúp cho các bạn giãn quả xuống nghe các bạn, và bổ thận. Muối và nước đáy đó, nó sẽ làm cho thổ đờm các bạn. Nếu như trường hợp các bạn không có nước đáy đồng tiện thì các bạn có thể lấy nấu nước cũng được, nấu nước cũng được ha. Các bạn lấy muối ăn đó, bạn không cần nấu, ví dụ lấy nước sôi, nước sôi 50% nước sôi, 50% nước nguội, bạn đổ hòa chung vào, bạn bỏ muối rang vào, muối ăn vào, bạn uống luôn ha, thì có thể là thổ đờm nha các bạn. Nó không tốt bằng, khả năng nó không tốt bằng cái chỗ mà nước đáy đồng tiện mà nấu, nhưng mà lúc bây giờ nó không có nước đáy đồng tiện thì bạn phải dùng như vậy. Và thứ hai nữa là nó sẽ không bằng cái bài nhị trọng thang nha các bạn. Nếu bạn có thì nhị trọng thang là tốt nha các bạn, nhớ nha. Và đến đây là mình xin hứa, mình hồi nãy mình có nói ban đầu rồi, ngày xưa mình xin hứa cái video tiếp theo các bạn hãy xem kỹ cái video tiếp theo của mình. Mình sẽ mình sẽ làm gọn lại 4 cái video clip vừa rồi mình đã đưa ra về chứng chữa xúc rác, ôn dịch cảm này nọ, mình sẽ gói gọn trong một video tiếp theo. Có thể là video tiếp theo nó tầm khoảng 2 tiếng đấy, có khi tiếng rưỡi đấy, thì các bạn cố gắng coi cái đó. Mình sẽ giới thiệu cái cách chữa mới bệnh thì sao, xong sao, khò một muối sao, uống canh mật ong gừng sao, rồi uống địa long sao, dùng địa long sao, và rồi chứng nặng quá thì dùng nhị trần thang để thổ đờm sao, rồi bắt đầu dùng bổ thận sao, bổ tỳ như thế nào, bổ thận sao, bổ tỳ như thế nào. Mình sẽ gói gọn cái video clip đó trong một video clip đó, để các bạn chỉ cần theo dõi một video clip đó thôi, các bạn sẽ chữa được, bạn sẽ phục giúp ích cho các bạn được những chứng bệnh mới bị và chứng bệnh lâu dài nha các bạn. Và hy vọng rằng mình sẽ ra cái video clip sau đó sẽ giúp cho cộng đồng, giúp cho mọi người đánh thắng cái đại dịch này, dù bệnh nặng hay bệnh nhẹ có thể đánh thắng được cái đại dịch này các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, xin chào tạm biệt quý vị, các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nha các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn đã